Đấy thì cái bản này nó sẽ gửi lại cho các bạn sau cái chương trình này. Nhưng mà trong cái bản này thì mình sẽ nói rất là kỹ để các bạn có thể làm sao? Để các bạn biết được là à tôi sẽ còn phải chia sẻ cái điều gì, được chưa? Các dạng content triển khai dành cho các nhóm. Bao nhiêu bạn quan tâm comment số 9 nào? Có đúng không bạn? Đúng nhỉ? Ok, bảo em thấy là sản phẩm ngon rồi, upload ngon rồi, nhưng bây giờ đến lượt em là bây giờ em bán thế nào? Em không follow em bán thế nào, em nhiều follow em bán thế nào, em có kết quả em bán thế nào, em là KOC thì em bán thế nào. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là từng nhóm một chúng ta sẽ có những cách thức bán khác nhau, chúng ta sẽ có những thông điệp truyền tải khác nhau. Xong chưa? Rồi, đầu tiên mình sẽ phân với bạn thứ nhất. Đó là cái nhóm đầu tiên ấy mà các bạn thấy đợt tới sẽ đầy đủ này. Đợt tới không phải chỉ mỗi mình các bạn bán đâu, mà có cả nhóm những KOC lớn nữa. Bởi vì là KOC lớn này hoàn toàn mình có thể kết nối được với họ, bởi vì trong cái mạng lưới quan hệ của mình thì họ cũng đã hiểu cái sản phẩm của mình nó như thế nào. Thì KOC lớn sẽ dập tới, các bạn thấy là rất nhiều người sẽ bắt đầu chia sẻ, sẽ bắt đầu làm sao review, làm video và livestream về quyển sách này, bởi vì sao, người ta có lợi nhuận mà, đúng không nhỉ? Rồi thế thông thường ấy, cái KOC lớn ấy thì người ta sẽ làm những thể dạng loại như thế nào, thì đây mình cho bạn xem một vài những cái KOC lớn nhé, họ sẽ làm như sau này. Đây cho bạn xem mẫu một video. Cái này thì anh không, anh chưa biết, anh chưa không không nói là tối thiểu bao nhiêu mà nhá. Đây ví dụ bạn nhìn. Tháng 12 có hai kênh bán hàng của tôi cộng lại là hơn 5 tỷ, được để coi cái ông Ngô Văn Cần nhà ông có lùa gà hay không. Một cuốn sách bạn thấy là người ta chạy marketing quá nhiều, tự mua về để coi thử nó có cái gì. Bộ quà tặng sẽ gồm 5.000 kịch bản mẫu bán hàng chọn lọc, 1.000 mẫu video bán hàng từ những seller bạn đơn, không biết trong đó có tôi không nữa. Khóa học edit video từ timer đến editor bạn đơn, khóa học làm chủ, chat GPT AI sản xuất 100 kịch bản trong 1 phút, voucher quà tặng 2 triệu đồng, tác giả Ngô Văn Cần. Đơn giản thôi, tôi thấy cái cuốn sách này chạy marketing quá nhiều thì tôi chỉ muốn mua về để tôi đọc thử coi là những cái ở trong đây nó có giống với những phương pháp tôi đã làm hay không. Và giờ đã đọc đọc đã vài ngày sau kết luận. Có dẫn chứng về Giang luôn nè. Ok, đã đọc xong sách, mất đâu đó khoảng chừng vài tiếng thôi. Đầu tiên, chắc là cho phép flex một xíu. Doanh thu tháng 12 của hai kênh bán hàng của tôi, ông Ngô Văn Cần nhà ông có lùa gà hay không? Nó là cái Ok, đầu gì tiên bạn thấy này. ghê. Nếu với nhóm KOC này thì cách người ta làm video nó sẽ hoàn toàn khác. Nó sẽ hỏi như nào? Là người ta sẽ ở góc độ là người ta đã là người làm có kết quả rồi. Cái nắm mình phần này không nhỉ? Người ta sẽ chia sẻ là người ta là một người làm có kết quả rồi và người ta sẽ review một cách rất khách quan về quyển sách này theo góc nhìn của người ta. Đối với một người mới thì có nên đọc quyển sách này không? Nhá. Chứ nếu như KOC mà nói theo kiểu đó là gì, là nhờ quyển sách này tôi quả là fail luôn. Rất nhiều về thông điệp đó gì. Vậy nếu với một người mới thì làm có ok không? Và mình sẽ tập trung vào gì, người ta sẽ nói về tiếp về cái giá trị đằng sau. Nên nếu các bạn là nhóm KOC ấy, thì các bạn sẽ đi theo hướng như vậy. Ok, bao nhiêu bạn hiểu điều này comment số 1. Nếu bạn là hướng là KOC, tức là bạn đã một người có kênh hàng trăm nghìn follow và bạn đã có những kết quả nó rất là bùng nổ rực rỡ, thì đó là cái hướng đầu tiên. Nhá. Rồi. Nhóm thứ hai. Đó là nhóm mà là những bạn, chúng ta là học viên của Tích Beta hoặc chúng ta là những người đọc quyển sách này, chúng ta áp dụng có kết quả. Thì nhóm content nào sẽ giúp cho các bạn có thể làm điều này? Bao nhiêu bạn là thuộc nhóm này, comment số 2 này. Là nhóm đã có kết quả, nhóm đã trải nghiệm thực tế và nhóm muốn là chuyển hóa cái điều đấy như thế nào, thì cả nhóm comment số 2. Thì nhóm này các bạn phải chia sẻ cái gì? Đấy, em comment nhé. Ok, nhóm này mình chia sẻ các bạn như sau. Đây, lấy video nha. Lấy video cho bạn nha. Thì ở nhóm này là bạn sẽ vào sao? Dựa vào kết quả thực tế để chia sẻ về giá trị cuốn sách. Mình cho bạn xem một cái mẫu video như sau. Nha, một cái mẫu video như sau. Mẫu video này.
Mình đã kiếm được 29 triệu tiền hoa hồng thu nhập thụ động trên cái tài khoản này trong vòng 6 ngày. Đây là ngày thứ 5 và đây là ngày thứ 6 mọi người. Và mình đã tìm ra được cái bí kíp của bao nhiêu nhà bán hàng ngoài kia chốt đơn rầm rầm mà không cần livestream quá nhiều. Ngủ dậy là có tiền mọi người ạ. Và đây chính xác là cái bí kíp mà mình đã học đấy. Và tất cả các doanh thu của mình không phải từ cái cuốn sách này mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ show cho mọi người những cái mà mình đã thay đổi trên cái tài khoản này mọi người. Mình bắt đầu mua cái cuốn này vào ngày 25 tháng 10. Trước đấy thì mình có làm những video nó lên xu hướng nhưng không hề chốt được đơn hàng, bởi vì cái content của mình đã không có kích thích mua hàng. Và sau khi mình học cái cuốn này và bắt đầu vào tháng 11 thì mình đã có sự thay đổi như thế này. Vào tháng 12 trong vòng 6 ngày được như thế này, và những cái content trong vòng tháng 11 với tháng 12 bây giờ bắt đầu nổ đơn liên tục mọi người ạ. Và cái content của mình cảm thấy là khách hàng mua chốt đơn rất nhiều. Đó, thì đây là những cái kiến thức mà mình đã học từ cuốn sách đầu tiên để có một video bán hàng tạo ra chuyển đổi tốt. 40% được quyết định bởi content, 40% là sản phẩm, 20% còn lại là chạy quảng cáo. Vậy thì để làm tốt được video bán hàng thì sách hướng dẫn xây kênh theo những giai đoạn sau. Đầu tiên là khai thác bản thân nhằm tìm ra chủ đề đi đâu ra, hiểu rõ được mục đích mình xây kênh là các bốn yếu tố giá trị đi kèm khác nữa. Nếu bạn có nhiều tiền thì bạn cứ học, còn như mình đã thay đổi từ sách vì mình không có nhiều thời gian để mà đi nghiên cứu những kiến thức free, bởi vì những kiến thức free người ta chỉ chia sẻ một ít thôi. Cái cuốn này thì là hơn 200.238, mà hôm nay trên cái video này của mình chỉ có sale là hơn 100k thôi, chỉ bằng vài ly trà sữa thôi, 100.000 thôi, nhưng mà số tiền nó mang về rất là nhiều luôn ấy. Nếu mà bạn nghĩ đây là lùa thì bạn đừng có mua nhé. Chờ tới năm 2024 chính sách của TikTok nó càng ngày càng khó ấy, lúc đấy bạn hãy tham gia, lúc đấy là chờ người ta thành công hết rồi ấy, bạn mới quay lại, bạn mới nghĩ là có nên mua cuốn này không nhá. Ok các bạn. Rồi các bạn thấy cái content dạng này dành như thế nào? Thực ra content này áp dụng bài bán sản phẩm này là ok ngay, nhưng mà các bạn phải thay thông điệp. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ các bạn thay thông điệp như nào nhé. Bao nhiêu bạn muốn là mình lấy ví dụ để thay thông điệp này cho cái sản phẩm sách này nó phù hợp như là comment số 3. Ví dụ cái video vừa rồi nha, mình chia sẻ với bạn là thay thông điệp nó như thế nào. Thay thông điệp như sau này. Rồi. Đây. Vấn đề ở đây, thông điệp của cái quyển sách tích Thợ Affiliate 1000 này là như nào? Đó là mình đang nói về lộ trình 1000 đơn cho người không sáng tạo, đúng không? Thì vẫn là cái việc bạn phải lấy ra cái kết quả bạn đã đạt được. Ví dụ ở đây bạn nhìn lấy kết quả đạt được là như thế nào? Rồi. Ví dụ là gì? Tiêu đề vẫn là như vậy nhá, là gì? Ví dụ giả sử như nông trà hương ạ. Mình đã bán được khoảng hoặc là ví dụ như chị Hồ Liên đi, mình đã bán được 400 đơn hàng chỉ sau 5 video hoặc là trong bao nhiêu phiên livestream, đúng không? Từ một cái ý tưởng hoàn toàn mới. Các bạn có thể ấn vào đây để xem kết quả thực tế. Thì ở trên TikTok ấy, nó sẽ có một cái phần là gì? Giỏ hàng. Đây là cái phần này này. Các bạn có thể chụp màn hình của các bạn lại để chúng ta show thực tế này. Show các bạn luôn này. Anh em đợi tí mình show các bạn luôn. Đây này. Các bạn có thể vào đây để xem được luôn này. Đây mình show các bạn này. Thì tất cả những hình ảnh đấy khi bạn làm một phát đấy là nó sẽ ngay lập tức làm niềm tin luôn. Thì đây là cái quyền lợi với những bạn chúng ta đã có kết quả, thì chúng ta show ngay lập tức có gì đâu. Đợi tí mình lấy lại. Em đợi xíu nhá, mình show các bạn luôn này. Sao nó không vào được này? Anh em đợi chị nhé, 30 giây. Ngắt kết nối lại. Để mình show chữ điện thoại cho các bạn xem rõ ràng. Đây rồi, đây rồi. Đây. Show bạn luôn này. Đây là cái việc mà bạn chứng minh được là thực sự bạn có bán được hàng từ kênh mới không này. Đây nha, bạn vào cái trang này cho mình này. Vào TikTok nha. Check này. Bạn có bán được hàng hay không, nó ra là ngay đây này.
thống kê một số. Đây, bạn ấn vào mục cho mình ở trong phần này, nó có phần là gì đây? Đơn này, đơn hàng của bạn đây này, là phần trưng bày này, nó phần trưng bày này. Nó phần trưng bày bạn nhìn thấy chưa? Đã bán được 4,7 nghìn đơn này bạn nhìn chưa? Anh em thử vào phần trưng bày của mình sẽ nó bán được bao nhiêu đơn bạn nhìn thấy ngay. Ok cả nhà. Thì đây chính là một cái để bạn show ngay được kết quả có thực sự là kênh mới của tôi bán được hàng không? Đó chính là cái mà bạn show được ngay trực tiếp đúng không? Bạn thử tìm xem có phải bạn ra được bán được bao nhiêu hàng sản phẩm đấy không? Bao nhiêu bạn tìm thấy rồi comment số 4 đó. Đó là show ngay được kết quả. Đấy thì chúng ta đặt là tập trung vào thông điệp là gì? Tôi đã tạo ra được bao nhiêu đơn hàng sau bao nhiêu ngày. Thì nếu giả sử bạn đi vào một cái thông điệp để bán cho nhóm người là người mới, là nhóm người chưa biết làm affiliate thì bạn phải show kết quả. Có đúng không bạn? Bởi vì cái người ta muốn là nhìn có kết quả thực tế sau khi tôi áp dụng cái quy trình của quyển sách này. Thì nếu như bạn đi vào hướng đó là nhóm những cái người mà đây nhá, bấm lại nhá. Mọi người vào kênh TikTok của mình nhá. Mọi người muốn xem cái kênh của mình có bán được không đúng không? Mọi người vào kênh TikTok của mình này. Mọi người vào cái này có cái mục đó là gì? Đơn hàng vào phần trưng bày này, có phần giỏ hàng này. Ở phần trưng bày này. Thì nó sẽ có phần là gì? Đã bán bao nhiêu sản phẩm bên này bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ok cả nhà. Bao nhiêu bạn thấy ok vào này comment cho ok nào. Đó, thì khi mà các bạn show được điều này ấy thì làm sao? Thì nó ngay lập tức nó có gì? Nó có hiệu ứng ngay. Đấy. Đúng rồi, số lượng các sản phẩm tôi đã bán được. Đúng không nhỉ? Thì có phải câu mở đầu chúng ta hoàn toàn vẫn có thể tí mình sẽ tổng hợp cho các bạn này nhá. Ví dụ là mình đã bán được bao nhiêu đơn hàng chỉ sau bao nhiêu video. Hoặc là mình sẽ bán được bao nhiêu đơn hàng chỉ sau bao nhiêu phiên livestream từ một kênh hoàn toàn mới. Nhớ này, nếu giả sử bạn tập trung bán cho nhóm người là nhóm người đang mới bắt đầu làm affiliate hoặc là mong muốn làm affiliate thì bạn phải nhớ cho mình cái thông điệp người ta muốn là gì, tôi đã bán được bao nhiêu từ một kênh hoàn toàn mới, các bạn nhớ chưa? Và nhớ người ta chỉ người ta là gì, hãy ấn vào đây để xem này, các bạn có thể ấn vào đây để xem kết quả thực tế, quay cái video dạng lớp phủ ấy, bạn ấn vào đây để xem thực tế này có đúng là mình bán được như vậy không, có đúng không? Người ta sẽ nhìn được cái lượng follow của bạn rất thấp đúng không, người ta nhìn được cái follow của bạn là những kênh mới đúng không, không phải những kênh gì nổi tiếng đúng chưa? Còn đâu sau đó là gì? Và chúng ta đi tất cả những phần liên quan đến là gì? À, về chia sẻ sản phẩm thông tin của sách giống như mà mình đã chia sẻ các bạn. Đó. Nhưng bạn phải có một câu hook làm sao? Nó thu hút như vậy. Với cái nhóm là cái nhóm mà mang tính chất là người mới. Nha các bạn ghi cho mình này. Với nhóm là người mới đang mong muốn làm affiliate tốc thì các bạn phải chia sẻ như vậy. Thì phải có những câu hook thu hút người ta như vậy. Thì đây lợi thế với những bạn nào mà các bạn đã làm sao đã có kết quả thì đây là lợi thế của bạn. Bao nhiêu bạn hiểu điều này comment số 1 nhá. Với nhóm những bạn là đã có kết quả thì các bạn có lợi thế đó là show được số lượng và bán được cả cho nhóm những người gì đang chưa từng, được chưa? Không sao, kênh mình chưa phần trưng bày không sao, chị quay cho em một cái video thể hiện là những cái đơn hàng tổng của cả tháng cũng được, nếu chúng ta chưa có cái ra giỏ hàng đúng không, thì mình có thể quay một cái video làm sao quay lại màn hình ấy, đây là kênh của mình này đúng chưa, sau đó mình đây ví dụ cho mọi người xem thử một video nhá, đây cho mọi người xem một video này, đây cho mọi người xem video là mọi người sẽ nắm được luôn này. Đây chọn xem một video này nhá. Ngay ngày hôm nay 26 tháng 4, em đã có doanh thu 16 củ 8 và có tiền hoa hồng 1 củ 6. Xem ngày hôm qua nha. Hôm qua chỉ có 542 xu thôi. Các bạn có thấy là cái điều này các bạn có làm được không? Nếu bạn có kết quả thì bạn show đơn giản mà. Ok cả nhà ơi. Bạn ok và lại comment cho ok này. Cái dẫn chứng này có đơn giản không? Quay lại đúng cái cảnh nha. Đây. Đây là cái kết quả của em nhé. Đây là kênh của em nhé. Ấn hẳn vào cái dãy số nhá. Đúng chưa? Show một phát như vậy thôi. Thì hãy nhớ cho mình này. Nhóm người mới và chưa kết quả họ sẽ luôn bị thu hút bởi kết quả, đấy là thông điệp đúng chưa, nhớ nhá, nhóm mà chưa kết quả thì họ sẽ luôn bị thu hút bởi có kết quả, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải quét ra những cái video thì mình sẽ tổng hợp cho bạn những cái video để bạn có thể áp dụng để bạn xem tham khảo
bằng việc sâu kết quả họ có những cách sâu thế nào và chia sẻ quyển sách ra làm sao. Ở đây các bạn đều học quyển sách rồi thì bạn sẽ đều có cái tư duy sáng tạo rồi, thì mình sẽ không bó buộc các bạn, bởi vì này, trong cái sản phẩm này mình sẽ không bó buộc các bạn là nên sáng tạo theo kiểu gì đâu, bởi vì như vậy nó sẽ làm giết chết cái việc sáng tạo của bạn luôn. Mà mình tin là mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau, nhưng chỉ là mình sẽ gợi ý cho bạn đây, nhóm video đây, thì lúc đấy bạn sẽ tự sáng tạo ra. Xong chưa? Rồi, thì đây là nhóm với những bạn chúng ta sáng tạo, thì mình sẽ gợi ý cho bạn những cái kiểu là chúng ta sẽ mở đầu như thế nào này. Ví dụ là tôi đã bán được bao nhiêu này, hoặc là gì. Đây, có những câu, chúng ta sẽ có những câu hook này, thì ngày mai mình sẽ tổng hợp cho bạn những câu hook ban đầu. Nếu nhá, mình sẽ tổng hợp cho bạn những câu gọi là tiêu đề ban đầu để thu hút, để bạn hiểu rằng tôi phải nói cái gì, phải sâu cái gì. Nếu bạn muốn nhắm đến những người là chưa làm affiliate. Được chưa? Thì đây, có một vài những câu như sau này. Ví dụ nhá, mình đã bán được bao nhiêu đơn hàng chỉ sau có 5 video từ một kênh hoàn toàn mới. Các bạn có thể ấn vào đây để xem kết quả thực tế này, mình show trực tiếp cho bạn kết quả thực tế này. Đúng chưa? Rồi, thế sau đó chúng ta sẽ đến cái phần dẫn sau liên quan sản phẩm. Rồi. Em là người mới thì chúng ta sẽ nói ở phần khác, thì anh sẽ nói ở phần sau, được chưa? Rồi, thứ hai là những video đầu tiên mình up vào ngày. Tức là bạn sẽ đưa ra gì? Đây, cái hành trình. Đây là cái video đầu tiên mình up này. Ngày hôm nay và đến ngày hôm nay đã được bao nhiêu đơn hàng này. Đúng không nhỉ? Thì cái, đây là cái kênh của mình mới lập này. Ví dụ bạn bảo là bạn mà theo kiểu live stream nhé. Thì đây là cái kênh đời mình mới lập vào ngày hôm nay này. Và đến ngày hôm nay thì đã có bao nhiêu đơn hàng này. Và kênh này hoàn toàn mới này. Xong chưa? Thế thì sau khi bạn sẽ có những cái mở đầu như vậy thì chúng ta sẽ có một câu dẫn là như nào? Kết quả này đến từ việc mình áp dụng những kiến thức trong cái cuốn sách này. Cả lắm đây chưa? Thì đấy chính là lý do về sao để người ta phải tò mò cuốn sách này có gì. Bao nhiêu bạn đã hiểu điều này, comment chữ hiểu này. Với nhóm những bạn chúng ta là nhóm này thì mình ngày mai mình sẽ gửi cho bạn tổng hợp tất cả những câu tiêu đề mở đầu và để bạn dẫn được vào cuốn sách này. Đấy. Đấy, xong chưa? Ít nhất là chúng ta phải biết là chúng ta dẫn như nào đúng không? Đó. Thì đây ví dụ này. Rồi. Thứ hai. Sau đó thì chúng ta có một thông điệp nữa là cái gì ạ? Mình đã từng nghĩ rằng phải nhiều follow mới có thể bán được hàng khi làm affiliate, nhưng mình đã lầm sau khi đọc quyển sách này. Đấy là câu tiêu đề thứ hai đúng không? Bóng đèn bật sáng chưa? Có phải các bạn thấy là thông điệp của cái người mới nó có hai thông điệp chính không? Một là kết quả có đến không, hai là tôi sáng tạo không, đúng không? Thì phải đưa ngay thông điệp ban đầu luôn. Mình đã từng nghĩ rằng phải nhiều follow mới có thể bán được hàng khi làm affiliate, nhưng mà mình đã sai lầm sau khi đọc quyển sách này, và đây là kết quả. Cả nhà nắm này chưa? Thì lúc đấy họ sẽ bị gây chú ý ngay bởi cái thông điệp không sáng tạo hoặc là nhiều follow, đây là insight của họ. Và lúc đấy bạn sâu được kết quả thực tế thì lúc đấy bạn có niềm tin. Vũ Hào chi tiết quá. Như vậy Vũ Hào yên tâm để bán không Hào? Đấy là bản thân quan điểm của mình ạ. Mình có bán hàng được không? Bán được chứ. Tại sao không bán được? Khi mình đã đọc cho bạn điều này không lý do mình không bán được. Mới tinh yên tâm, mới tinh sẽ có cách nha. Yên tâm, mới tinh sẽ có mới tạch, được chưa? Đấy, thì mình sẽ gửi cho bạn luôn này. Đấy. Đây, mình sẽ gửi mẫu cho bạn một đoạn nhá. Đây, sâu trực tiếp kết quả, mình sẽ gửi mẫu cho bạn xem này. Đây, ví dụ một kịch bản đây, mình sâu cho bạn xem. Đây, ví dụ nhá. Đây, ví dụ một kịch bản thế này. Ô, sao dài quá, nó không cho gửi. Còn Messenger nó không cho gửi. Ok, ngày mai mình sẽ gửi cho các bạn nhá. Thì yên tâm là nhóm những cái bạn mà đã có kết quả thì mình sẽ phân cho các bạn là các bạn nên sử dụng các nhóm content như thế nào. Được chưa? Rồi. Đấy. Hoặc là bạn nhìn thấy kiểu dạng như thế này này. Đây này, kiểu này nó sẽ đồng tình kiểu như này, là content kiểu dạng này này. Mình tổng hợp hết cho các bạn, yên tâm. Kiểu dạng này. Đây, show các bạn luôn cái content kiểu như là đồng cảm này. Đừng có cố làm tiếp thị liên kết nữa, không có hoa hồng đâu mọi người ạ. Ôi trời ơi. Đăng bài mấy hôm nay làm gì có đơn nào đâu. Bạn thấy cái kiểu này kiểu dạng gì? Là nói đúng vào những cái mà mọi người đang gặp vấn đề đúng không? Kiểu đồng tình đúng không? Nhưng sau đó nói lại. Đấy là câu nói của những cái bạn mà đang có suy nghĩ tiêu cực thôi mọi người ạ. Những bạn nào mà hay làm 3, 7, 21 ngày xong rồi nản, rồi bỏ, rồi nghỉ, không chịu kiên trì thì mới như thế thôi. Đây nè mọi người ơi, chào mọi Ok chưa? Thế bây giờ mình sẽ gửi cho các bạn một cái thông điệp khác. Ví dụ là gì? Đây. Không có follow thì còn lâu mới kiếm được tiền với affiliate TikTok. Không sáng tạo còn lâu các bạn ạ. Đây là bỏ đi. Đó là những cái bạn mà chưa quy trình và định hướng đúng thôi các bạn ạ. Còn đâu với những bạn mà các bạn đã có cơ hội đọc quyển sách này và áp dụng đúng, thì các kênh của bạn hoàn toàn không follow vẫn có thể kiếm được tiền. Cả nhà có nắm được cái cách mở đầu không nhỉ?
Mình gợi ý như vậy anh em có hình dung ra không nhỉ? Với những bạn nào đã học mình và với những bạn nào đã đọc quyển sách này thì chắc chắn hình dung ra được. Có đúng không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta phải đánh vào insight là vì thế. Đánh vào insight đến vào những cái điều mà nỗi đau, những cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Đó, xong chưa? Rồi. Và nếu như bạn có kết quả, bạn sơ thực tế thôi. Được chưa? Rồi. Thì đấy là nhóm thứ hai nha. Tất nhiên ngày mai mình sẽ tổng hợp cho bạn tổng những cái content mẫu. Tất nhiên là bạn sẽ hiểu được là chúng ta phải đổi sang là, nhớ là mình nhảy một từ khóa như sau này. Khi nhìn content mẫu thì ở đây bạn phải áp dụng là sao? Chúng ta phải đưa được sang cái thông điệp của quyển sách này nó khác với những thông điệp của sách khác. Nhớ là thông điệp của quyển sách này nó có một vài cái như sau: một là không sáng tạo, hai là người không follow vẫn kiếm được tiền. Đấy là cái thông điệp dành cho một người mới và các bạn phải đưa vào. Rồi, bây giờ với những bạn mà các bạn bảo là em là người mới, em chưa có kênh nào thì sao? Em chưa có kết quả thì sao? Bao nhiêu bạn mong muốn mình chia sẻ điều này, comment mình số 2 này. Bao nhiêu bạn bảo là kênh của em nó chưa có kết quả rực rỡ này, chưa có được những cái điều mà như thầy nói, thì làm thế nào để em bán được sản phẩm? Thì lúc này bạn đừng tập trung vào kết quả nữa, mà bạn tập trung vào điều gì? Bạn tập trung vào TAP, tập trung vào sự hỗ trợ sau quyển sách này. Kiểu dạng như thế nào? Ví dụ, có bạn nào biết cách để mà có bạn nào biết cách để lấy được cái sản phẩm này làm affiliate mà được hoa hồng 15% ngay ở khi kênh mà không có follow không? Có đúng không nhỉ? Có phải đấy là cách cái mà người ta quan tâm không? Chuẩn không nhỉ? Người ta rất quan rất người đang làm affiliate nhé. Người ta rất quan tâm việc là tại sao tôi không được hoa hồng cao. Những người làm affiliate người ta rất quan tâm đến việc làm mẹ tôi làm mà không hàng mẫu. Đấy, nếu bạn nào đang làm cái sản phẩm này nhá mà chưa có cái nếu bạn đang làm sản phẩm này mà đang không được lấy hoa hồng cao nhá, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bình thường này các bạn thấy trên desktop chưa, lấy cái điện thoại ra các bạn thấy trên desktop chưa, hoa hồng chỉ 5%, nhưng hiện tại mình đang làm affiliate sản phẩm này được tới 15%. Đó là nhờ mình đang tham gia một cộng đồng, đó là thợ affiliate, đó là mình đang tham gia một cộng đồng thợ affiliate có nghề. Sau khi tham đọc cuốn sách này, nhờ cuốn sách này thì mình đã hiểu rằng là hoàn toàn một người không follow vẫn có thể gì bán được hàng. Bên cạnh đó, đọc xong thì bọn mình được tham gia một cộng đồng để có thể gì nhận hàng mẫu miễn phí, sau đó là gì được những hoa hồng tốt hơn, thậm chí video của mình chỉ cần làm đúng công thức thì được bọn em chạy quảng cáo cho. Thế nên nếu bạn nào mà các bạn đang gặp vấn đề liên quan đến affiliate mà các bạn thấy làm sao không được hỗ trợ nếu mà bạn làm một mình, thì hãy tìm hiểu cuốn sách này nhé. Nào, mình đọc như vậy anh em có hình dung ra được cái content dành cho một người kể khi bạn không có kết quả không? Ok quả nhà ơi. Đó, chứ không phải là các bạn cứ là gì lấy kết quả mới bán được hàng, ai bảo bạn thế. Nếu mình không kết quả thì đừng có đi bịa kết quả nhá. Mình chưa bao giờ khuyên các bạn điều đấy. Có đúng không bạn? Đúng không nhỉ? Mà chúng ta phải đi vào tầng giá trị khác. Nếu bạn chưa kết quả thì chúng ta phải đi vào tầng giá trị khác, chứ không phải chúng ta đi lấy ra cái kết quả linh tinh chúng ta nói. Mình không bao giờ khuyến khích bạn làm việc đấy. Đúng không nhỉ? Ngay cả khi bạn đang bán sản phẩm cho mình, nhưng quan điểm mình rất là rõ ràng, nếu bạn chưa kết quả thì chúng ta có tầng giá trị khác. Được chưa? Đấy. Thì đấy chính là cái nhóm tiếp theo. Đó là nhóm gì? Khi mà bạn không có kết quả thì bạn làm thế nào? Còn đâu bạn có kết quả rồi thì càng ngon, vừa có kết quả lại vừa đánh vào đấy thì càng ngon. Ok chưa nhỉ? Đấy thì ít nhất là bạn đã hình dung content, thì ngày mai bọn mình sẽ tổng hợp cho bạn content, tổng hợp cho bạn link TAP và tổng hợp cho bạn những câu hook, những cái thông điệp quan trọng để bạn hiểu rằng là tôi hoàn toàn có thể gì bán được. Miễn là tôi hiểu sản phẩm và tôi bán nó đúng tệp khách hàng. Ở đây các bạn toàn thấy là gì? Chúng ta chỉ nhìn ra được một tệp khách hàng duy nhất là gì? Bạn nhìn thấy duy nhất đó là tệp là gì? Những người chưa làm affiliate, bạn nhầm rồi. Thực ra những người đang làm affiliate rồi đang có rất nhiều nỗi đau. Rất nhiều nỗi đau. Đấy, thì chúng ta phải đánh vào cái tệp đấy mới đông. Thế nên nhiều bạn hỏi mình là: ôi thầy ơi, em thấy người ta bán cái sản phẩm affiliate này bán được mười mấy nghìn cuốn rồi. Thế thì làm sao mà thầy bán được? Các bạn nhầm luôn. Khi mà người khác bán được mười mấy nghìn cuốn thì mình rất mừng. Bởi vì mình hiểu rằng thị trường rất nhiều. Việc của mình là gì? Đánh luôn vào đúng tệp đấy luôn. Các bạn có đồng ý với mình rằng những cái người đang làm affiliate mấy chục nghìn cuốn đấy chính là tệp khách hàng rất lớn để bạn có thể chia sẻ đánh vào ngay vào cộng đồng không? Bao nhiêu bạn thấy đúng vấn đề, comment cho đúng nào. Ai bảo bạn là bạn không đánh được? Đúng không nhỉ?
Thì có phải là mình đang hướng dẫn các bạn rất nhiều link TFP ở trên trên cộng đồng thợ Affiliate không? Rất nhiều sản phẩm các bạn đã được chạy quảng cáo không? Thì ở đấy chính là cái cộng đồng rất quan trọng để bạn đánh vào. Bạn chỉ nói đúng điểm đấy là ăn tiền luôn. Không có nói nhiều, nói đúng điểm đấy không? Và các bạn biết điều gì xảy ra nữa không? Các bạn không phải các bạn chỉ bán một mình đâu. Còn cả mình đồng hành với các bạn nữa mà. Đợt tới các bạn thấy là cái video của mình ấy, mình sẽ làm rất sâu về cái thông điệp là TAP là gì và quyền lợi khi vào TAP là gì, mình chạy quảng cáo. Thế có phải khi mình chạy quảng cáo điều đấy xong thì làm sao? Thì các bạn được hưởng lợi không? Bao nhiêu bạn thấy ok, comment cho ok nào. Mình không chạy quá nhiều cái về kiến thức đâu, mà mình phải chạy quảng cáo góc độ mình là người tạo trend, mình phải chạy ra cái trend đấy. Thì khi mình chạy phủ cái trend đấy xong ấy thì các bạn mới là người hưởng lợi. Đấy, xong chưa? Nào bao nhiêu bạn bây giờ cho mình hỏi bao nhiêu bạn sau phần mình trending như này là muốn là bắt đầu ngay là comment tôi nào. Bao nhiêu bạn là muốn là bắt đầu chúng ta triển khai bán cái sản phẩm này comment tôi nào. Đấy. Và ở đây cái quyền lợi của Tích Meta dành cho các bạn là cái gì? Đấy. Sự hỗ trợ của Tích Meta là cái gì? Bao nhiêu bạn quan tâm vấn này comment là số 3 nào. Sự hỗ trợ của Tích Meta là cái gì cho các bạn khi mà các bạn hợp tác bọn mình? Được chưa? Rồi. Quyền lợi đây ạ. Quyền lợi các bạn nhé. Thứ nhất này, với những bạn mà chúng ta làm với ở Tích Meta ấy, một là hàng mẫu đúng không? Thế thì hàng mẫu ở đây mình nói luôn là mình sẽ không phát hàng mẫu phổ rộng đâu. Mà các bạn muốn nhận hàng mẫu thì rất đơn giản thôi. Một là khi mà bạn muốn nhận hàng mẫu ấy thì các bạn chủ động đặt ở trên shop. Đầu tiên bước một để nhận hàng mẫu thì các bạn sẽ là gì? Bởi vì các bạn bảo là nhận hàng mẫu để bán đúng không? Thế thì bây giờ là bước một đó là chúng ta đặt trên shop về. Thì các bạn cố gắng cho mình luôn đánh giá 5 sao kèm hình ảnh. Được chưa? Cái này mình làm được bởi vì sau này các bạn bán thì tất cả những điều đấy giúp bạn bán tốt hơn. Cách thứ hai là mình sẽ dạ các bạn sẽ bán khi mà các bạn đạt được bán được ít nhất là 4 quyển. 4 quyển thì mình sẽ hoàn lại cái tiền hàng mẫu cho các bạn. Theo bạn như vậy win-win không? Win-win chưa? Có win-win không bạn? Đúng không nhỉ? Các bạn là nhận hàng mẫu đúng không? Để bán đúng không? Ok đồng ý. Thế thì các bạn cứ đặt trước. Khi bạn nhận hàng mẫu xong các bạn đặt GMV được 4 quyển, bọn mình sẽ banh lại cái tiền ban đầu cho các bạn. Các bạn yên tâm bởi vì bọn mình có quản lý hệ thống. Nếu mà nhìn nhận được là gì? Là bạn bán thực sự là có hay không? Thế không thể bảo là em nhận mà em có bán ra đây anh thì bảo không bán, không chuyện đấy được. Mọi thứ rất là rõ ràng. Bao nhiêu bạn đồng ý với quan điểm này comment cho mình ok cái nào. Nhá. Với những bạn nào chúng ta chưa có sản phẩm thì quan điểm của mình là các bạn đặt hàng về chủ động, đúng chưa? Tất nhiên mình cũng rất nhờ các bạn là chúng ta đánh giá 5 sao cho cái sản phẩm này. Bởi vì các bạn cũng là người bán mà, đúng chưa? Thứ hai, các bạn sẽ yên tâm là khi mà các bạn đăng ký trong link TP của mình ấy, các bạn bảo là ok đã ghi 4 quyển bọn mình sẽ có check được luôn. Thì các bạn sao? Chỉ báo lại bọn mình hoàn tiền lại 100% những cái chi phí đầu tư ban đầu của bạn. Đúng chưa? Đấy thì đấy là cái cách chúng ta làm việc với nhau. Rồi, cách thứ hai là khi mà video của bạn bắt đầu lên rồi bọn mình sẽ đánh giá và cái video mà ok thì sao? Bọn mình sẽ chạy quảng cáo cho các bạn. Được chưa? Tất nhiên, chạy quảng cáo thì nó sẽ ngân sách ở góc độ vừa phải, nhưng nếu như bạn nào muốn là gì? Là cái free traffic của em hết rồi, em muốn là thầy chủ động bơm quảng cáo tiếp cho em đi. Thế thì ví dụ như các bạn là gì, nếu các bạn là xác nhận là làm quảng cáo bọn mình thì bọn mình sẽ trừ đi 5% hoa hồng các bạn. Ví dụ bạn bảo là ok cái mức này của em đang là 30%. Được chưa? Thì nếu như em chạy quảng cáo thì anh sẽ trừ đi là còn 25%. Anh phải dùng chi phí để anh chạy quảng cáo. Ok à? Tất nhiên là anh sẽ đóng một nửa bởi vì thông thường chi phí của chạy quảng cáo là 10%. Em đã đặt mua nhận được sách trên phiên live của thầy rồi thì như nào thầy ơi? Phiên live nào em nhỉ? Em đặt mua thì ok không sao cả, em cứ đăng ký trong cái này là được mà. Ngày mai sẽ gửi đăng ký vào trong nhóm gì? Nhóm thợ với có nghề mà, nên mọi người yên tâm, mọi người cứ bán được GMV 4 quyển là yên tâm. Được chưa? Không do, bọn mình làm việc hợp tác dài hạn với các bạn mà, chứ đâu phải chúng ta chỉ làm một vài cái mã đâu, nên bạn yên tâm. Làm việc bọn mình thì không mà phải lo lắng cái việc là em
Có sợ mất quyền lợi không? Auto là quyền lợi luôn đầy đủ. Xong trên cả nhà ơi. Cài nắm về phần này chưa? Ok chưa? Đó. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ có một bài post ở trên cộng đồng. Mình sẽ gửi lại cho các bạn. Đó là một bài post liên quan đến quyển sách Afflet được chưa? Kèm tất cả những điều mà mình vừa nói ở trên. Kèm luôn cả proposal, kèm luôn tất cả mọi thứ để các bạn có thể hình dung ra được là gì. Tôi xem nguyên liệu ở đâu này. Tôi xem cái tổng hợp content hay thế nào này. Để làm sao lấy ví dụ ý tưởng này. Những thông điệp cần truyền tải là cái gì này. Những câu hook phù hợp này, cái link TAP để bạn gắn vào nào. Như vậy là có yên tâm để chúng ta làm chưa? Và chúng ta sẽ có thể gì? Chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai thì các bạn có thể đặt sách. Nếu bạn nào chưa có thì đặt. Còn với những bạn nào đã có rồi thì các bạn đợi sáng mai xong thì mình nghĩ rằng các bạn có thể bắt đầu với content, bắt đầu với dần việc chuẩn bị content. Bên cạnh đó thì mình cũng giới thiệu các bạn luôn làm thế nào để các bạn tự sinh ra content ở nước. Thì chia sẻ luôn. Chúng ta có cái phần mềm Shopplus đúng không? Tất nhiên là Tích Meta sẽ chủ động gửi cho bạn thêm nữa. Nhưng ở đây mình có một lời khuyên các bạn, các bạn hoàn toàn lên Shopplus. Bạn gõ cho mình những cái content từ cái nhóm của sản phẩm là content hay chuyển đổi ngay và nhóm 7 ngày làm affiliate thì đều các bạn có thể ra được rất nhiều kênh và rất nhiều cái video đang làm content như vậy để chúng ta có thể áp dụng level 1 để chúng ta có thể gì tận dụng và thay thông điệp. Các bạn nhìn thấy tất cả gần như là giống nhau hết mà. Đúng không? Nhưng mà thông điệp này của quyển sách này sẽ hoàn toàn khác biệt. Còn đâu cách thể hiện. Đúng không? Câu chuyện làm sao để có thể áp dụng được hết. Bao nhiêu bạn nắm được phần này comment mình số 2 nào. Đúng không nhỉ? Thì ở đây những bạn nào mà có thể số lớn thì bạn tận dụng một điều này thì các bạn sẽ làm tốt hơn. Đó. Bạn cứ lên content có là gì ạ? Là như vậy là bạn ra rất nhiều content. Tất nhiên Tích Meta sẽ tổng hợp cho bạn những content nhưng nó để chủ động hơn. Thì mình nên khuyên các bạn là như vậy. Còn đâu là livestream nữa. Thì mình khuyên các bạn nếu mà livestream bán cuốn sách này thì các bạn cũng livestream đúng những cái gì mình vừa chia sẻ các bạn trong vừa rồi là bạn bán được hàng. Có đúng không nhỉ? Livestream đơn giản mà chỉ đọc livestream còn đơn giản hơn. Livestream ấy nó sẽ sâu được dễ dàng hơn đúng không? Người ta sẽ cho bạn bạn có đồng ý mình, bao nhiêu bạn thấy đồng đúng đúng cái này comment cho đúng nào. Nếu bạn livestream bán cuốn sách này ấy, thì nó còn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì bạn sâu được kết quả thực tế này. Bạn sâu được là gì? À ok đây nhé, kênh của tôi đây đúng không? Được, cộng đồng tôi được như này này, bạn nói luôn trong livestream là bạn đã có thể có kết quả rồi. Đấy. Xong chưa cả nhà? Đấy, thế này nếu những bạn nào có cái gọi là kỹ năng về livestream bạn nói luôn là bạn hoàn toàn có thể được. Đấy. Thì ngày tuần sau bạn thấy là cái video của mình sẽ chạy quảng cáo rất là nhiều. Video của mình sẽ chạy quảng cáo rất là nhiều, bắt đầu các KOC bắt đầu gì? Review về nó. Và lúc đấy bạn nhớ cho mình là gì? Đó chính là cái giai đoạn mình tạo trend. Và khi mình tạo trend rồi ấy thì bạn thấy là gì? Khi mà trend được rồi sau này bạn nào cứ có càng nhiều video để gì? Để đẩy trend cùng thì bạn càng có lợi. Thì hôm trước mình đã nói về đấy rồi đúng không nhỉ? Bọn mình bởi vì mình sẽ là người có trách nhiệm tạo cái trend này. Tạo cái trend TAP, tạo cái trend để gì vào cộng đồng. Đúng không? Và các bạn chỉ cần là gì? Đẩy theo trend là các bạn đã dậy thế rồi. Và anh nhớ cho mình này. Không phải chưa chắc người tạo trend đã kiếm tiền bằng nhiều người đẩy trend đâu. Đấy là thực tế. Bao nhiêu thì đúng vào này comment cho đúng nào. Nhớ nhá, khi mà các bạn học mình rồi các bạn hiểu là gì? Chưa chắc người tạo ra trend đã kiếm được nhiều tiền bằng những người đẩy trend đâu. Đấy, khi mà các bạn đẩy tập trung nó sẽ hoàn toàn khác. Xong chưa? Bây giờ đến phần là các bạn có câu hỏi nào không? Các câu hỏi nào khi mà làm affiliate là câu hỏi nào trong quá trình các chiến dịch này không thì các bạn đặt bật mic để đặt câu hỏi với mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ các bạn tất cả những câu hỏi ngày này. Ok, có. File record này mai sẽ gửi cho mọi người luôn. Nhá. File record này mai gửi luôn cho mọi người để chúng ta có thể có dễ dàng nhìn vào đó để chúng ta làm. Gì có như vậy em yên tâm không? Anh em nào muốn đặt câu hỏi thì giơ tay nhá, mình sẽ đặt câu hỏi các bạn. Bạn nào có câu hỏi thì giơ tay mình sẽ đặt câu hỏi cho. Con nào muốn đặt câu hỏi không? Bất kỳ câu hỏi nào liên quan affiliate được.
Mai gửi sớm nhất này, ok. Anh em háo hức quá à. Ok. Đây đang mang Airdrop và đang gửi cho một đống đồ để review đây này. Có câu hỏi nào không anh em hỏi nhá. Em đang kinh về xây nhà. Kinh mới em ơi, đã xây nhà thì em nên kinh mới. Nhìn không phải nghĩ mà chắc chắn là không cùng tẹp rồi Hiển nhá. Lên kinh mới ngon hơn. Lên kinh mới hoàn toàn em có thể chia sẻ cái vấn đề liên quan đến việc là đây là kinh mình đã xây này. Đúng không? Đó là hoàn toàn là kênh nhà. À, tôi mình cứ tưởng sáng tạo là cứ phải gì này kia vẫn có thể bắn ra được, vẫn có thể liên kết sang sản phẩm được. Ok Phương yên tâm, tất cả những gì rèn luyện để đến bây giờ mới hốt tiền này, thực sự nói cho các bạn đây là một cơ hội hốt tiền. Sản phẩm quá ngon, sản phẩm đã theo trend rồi, sản phẩm đã được làm marketing tốt rồi đúng không? Đôi khi nói thật các bạn ấy, có những người thì chỉ cần đúng một sản phẩm thôi các bạn đã khác biệt rồi. Kênh Z-App thì sao, thì nói thật là Z-App thì anh không chuyên đâu. Z-App thì bản chất là em có thể tham khảo những kênh Z-App của các sản phẩm khác, em bắt buộc sang là được rồi. Thực ra là em nên đi xem những kênh bán sách thì cũng không phải đâu, mà em nên đi xem những kênh mà anh chia sẻ. Em search cái từ khóa liên quan đến những quyển sách tương tự với Vũ Hào nhé. Đấy. Em là search những cái từ khóa liên quan đến quyển sách anh bảo ấy, thì em tìm ra những kênh đấy là ok. Em đang kinh gia dụng nhưng mà nó có ít lỗi vi phạm nên mình làm sách này trên kênh mới. Thế nào cũng được Phương nhé, kể cả kênh mới kênh cũ đều ok. Em bỏ qua thông tin mai em xem lại Zoom sao nhá. Đúng rồi, chính xác Khải Nguyễn đấy. Mình chỉ cần kịch bản dành cho người mới bán sách, chế một chút phù hợp với cái gì? Với cái nội dung thông điệp của quyển sách này. Nhớ này, tất cả những cái video bán sách nào trước đó mà bạn đã từng xem đều có thể áp dụng cho quyển sách này. Điều duy nhất bạn thay đó là thông điệp. Nhớ nhá, điều duy nhất bạn thay đó là thông điệp của quyển sách này thôi. Đúng chưa? Nhớ cho mình hai thông điệp rất quan trọng, đó là một người không có follow và một người không có khả năng sáng tạo có làm được kết quả như vậy không? Bên cạnh đó là bổ sung cho mình thông điệp, đó là một cái cộng đồng đằng sau đó. Đấy là ba cái công điệp rất quan trọng, người ta gọi là ba key message. Nếu bạn đã có ba cái thông điệp truyền thông này rồi ấy, thì bạn sẽ áp dụng tất cả được những cái video mà người ta đang bán sách khác đều bán được hết. Đấy, mình chia sẻ với bạn như vậy anh em có dễ hiểu không? Nào cho mình hỏi mình chia sẻ anh em có dễ hiểu không nhỉ? Nhớ nhá. Đấy. Có chứ, anh sẽ nốt lại cho mọi người. Mai anh sẽ nốt lại cho mọi người đầy đủ luôn. Những cái keyword quan trọng rồi bản proposal này cũng sẽ nốt cho mọi người đây. Cái bản này sẽ gửi lại cho mọi người hết này. Nên mọi người yên tâm cái bản sách này của mình làm kỹ ạ. Đây này. Nên là ngày mai các bạn yên tâm là đây này. Tất cả những key thông điệp sẽ có hết đây này. Đấy chưa? Đấy. Thì mình sẽ tổng hợp hết cho các bạn đây, yên tâm. Kênh trắng xóa làm được luôn. Giá sách hiện tại đang là 368 nha. Nhưng anh nhớ cho mình này, TikTok Shop đang áp dụng voucher và đợt tới mình sẽ đổ voucher. Các bạn nhớ cho mình này. Đọc quyển sách này giá 368 nhưng các bạn hãy nhớ cho mình phải có một cái điều để gây tranh cãi. Đó là hiện tại vào kênh trong video của mình có giá hơn 200 thôi, TikTok Shop đang trợ giá hơn 200 thôi. Hãy nói một điều đấy cho mình, đấy là call to action đấy. Bởi vì có những cái tài khoản sẽ được hơn 200 thôi, bởi vì tài khoản mới được giảm rất nhiều. Và mình cũng xét giá để giảm không mà. Thế nên là các bạn chốt sale cho mình là gì? À, quyển sách này đang giá là 368 nhưng hiện tại trong kênh video của mình đang được trợ giá còn có hơn 200 nghìn thôi. Nhớ cho mình nhé, đừng nói giá bao nhiêu. 298 vẫn là hơn 200 mà. Nhưng đó là keyword để bạn tạo tranh luận. Nha. Kênh trắng xóa làm được nhưng quan trọng thông điệp của em là hướng đến ai? Nhớ nhá. Thông điệp đến ai rất quan trọng, kênh trắng xóa làm được. Thậm chí kênh trắng xóa của em mới cũng làm được kết quả nếu như em đã có một kênh khác có kết quả. Xong chưa nhỉ Phương nhỉ? Đấy, em có câu hỏi là hỏi nốt nhá. Mình mới xây kênh, tại vì đang là bạn trẻ 85 phần lớn là nữ giới quan tâm làm đẹp rồi review sách. Cái này thì mình không rõ đâu. Nhưng mà thực ra là bản chất nữ giới quan trọng là người ta có muốn là làm affiliate không ấy chứ. Nên là thực ra cái này không đánh giá được. Cái này thực sự rất là khó đánh giá. Bạn nói như vậy không khó đánh giá lắm. Bởi vì sách thì ai chả mua được. Kể cả người ta quan tâm làm đẹp thì ai chả đọc sách. Đúng chưa? Cái này khuyến mãi nó do từng đợt của seller. Cái này kể cả người ta làm video nó thay đổi đâu.
Nên là từng đợt của seller nhá, nhá, Vũ Hào nhá. Chứ không phải là em cố định nữa đâu. Thế nên là em làm video rồi làm sao em sửa được đúng không? Cái giai đoạn em làm video nó khác mà giai đoạn đến gì? Đến khi người ta chạy nó khác. Nên là cái việc đấy là không quan tâm lắm bởi vì sao em cứ nói vậy thôi. Còn đâu xét sẽ là do nhãn hàng. Ok nha. Mọi người có hỏi được không? Đó, cứ thoải mái nha. Ok. Thế nếu mà giả sử mà để ok nữa thì mình sẽ tạo ra một cái post ở trên cộng đồng. Sau đó làm sao các bạn phải đặt câu hỏi trong đó. Như vậy ok cả nhà. Với đầy đủ tất cả thông tin mình sẽ gửi lại. Và những bạn nào quan tâm thì chúng ta làm sao? Đặt câu hỏi trong đó. Đặt câu hỏi trong post đó để được trả lời. Ok cả nhà. À chị Liên giơ tay. Ok để em chị Liên này. Đây. Đây chị Liên là học viên của bên mình. Đây thì chị cũng đã có kết quả. Chị Liên mở mic đấy. Cái em hỏi thầy câu hỏi là cái tệp khách hàng của em á là tầm từ 25 đến 34 tuổi, nhưng mà em thấy là mấy bạn cứ comment vô dạng giống như là về thời trang không á thầy, không, rồi hay hỏi riêng em là về mảng thời trang vẽ vời này kia, với lại là nước hoa nước hũ, nói chung đại khái là về mấy bạn tuổi teen teen á, thì giờ mình bán này thì có hợp không mà hay là phải tạo cái kênh khác để không bán không vậy? không vấn đề gì nếu giả sử xác định này, riêng sách thì nó không có gọi là phân biệt là ai hay gì cả, vấn đề người ta thấy là cái sản, đôi khi có những người gì người ta mua sách chả làm đâu, nhưng mà nghe quan tâm người ta thích người ta đọc đâu. Đây chuyện rất bình thường đấy ạ. Thứ hai đó là gì, đó là cái nhóm của chị hoàn toàn có thể hai lựa chọn, như chị Liên có kết quả có hai lựa chọn, một là chị kênh trên của chị luôn, hai là một kênh mới hoàn toàn không sao hết, đều được hết. Tại vì em dự định là nếu mà làm kênh mới thì em làm theo kiểu như một kênh là chia sẻ về kiến thức rồi hàng ngày này kia, cũng giống như cái kênh của cái ông mới sinh đôi vậy đó, rồi một kênh À, là mình mọi người chuyên đừng 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 đi về vòng nhá. nhà. Mọi người đừng đi vòng theo kiểu là em bán sách em phải chia sẻ thành một chuyên gia sách em bán nhé, là các bạn bị hỏng luôn về insight đấy. Bởi vì cái quyển sách này không phải được mua bởi những người quan tâm đến ông nào là chuyên gia review sách, mà đơn thuần mình chỉ là một người đang làm kết quả, hoặc là mình đang là một người làm affiliate là đều được. Chứ bây giờ các bạn bảo là bây giờ nếu mà để bán quyển này em lại quay làm một kênh chuyên review sách dành cho những đọc sách thì các bạn nhầm luôn. Nhưng ông đọc sách theo kiểu đấy lại không cùng quyển sách này. Đúng chưa? Đấy, các bạn nhớ cho mình nha. Nếu không là bạn làm như vậy là bạn sai tẹp luôn. Ok cả nhà ơi. Nên mọi người nhớ đây là đừng bị đi vòng nha. Kênh của các Dạ bạn rồi đang bán là bán được luôn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đã có kết quả mà. Chúng ta nhớ là chúng ta đang tìm ra những người mà chúng ta đang chưa kết quả, hoặc những người ta đang làm nhưng chưa hiệu quả, hoặc chưa cộng đồng đúng không? Nên đừng quan tâm, bởi vì ai cũng có mong muốn là được gì? Được kiếm tiền hết. Đấy là dạ một mong cầu bẩn sâu rồi. Đấy. dạ rồi rồi em cảm ơn thầy. Ok chị. À, anh em có câu hỏi là cứ hỏi nha. Em làm một kênh mới ra 20 bài thoải mái, em ra bao nhiêu video chẳng được. Bao nhiêu video cũng ok hết em ạ. Theo mô hình thợ thì bao nhiêu video chẳng được. Mỗi video em nói về một yếu tố, mỗi video em sâu một kết quả theo ngày. Ngày nào em cũng làm video bán sách của anh được luôn. Đúng không nhỉ? Các bạn thấy đúng không nhỉ? Nếu như bạn vẫn đang làm affiliate bình thường nhé, bạn chỉ quan tâm thêm mình thêm đúng một cái này như này này. Mỗi ngày bạn đẻ thêm mình thêm một video là hôm nay doanh thu của mình đây, và bạn cắt y nguyên cái phần sau như vậy. Có đúng không? Phần sau mình có thay đổi gì đâu. Đúng không nhỉ? Được nhưng ạ. Về chính sách quảng cáo thợ affiliate thì sao? Thì cái này bạn khi các bạn làm video xong, bọn mình sẽ tổng hợp hàng tuần và mình sẽ lựa chọn ra các video phù hợp và đúng tiêu chuẩn của bọn mình theo từng chiến dịch thì bọn mình mới hỗ trợ các bạn được. Nhá. Nên thời điểm này thì mình sẽ chưa đưa ra cái cụ thể cho bạn đâu, mà bạn yên tâm là gì, nếu video bạn đủ ngon thì làm sao, thế bọn mình hỗ trợ quảng cáo ngay, có cái gì đâu, đấy là công việc của seller mà. Chính xác, cắt câu đầu gắn cái quần cuối của video, đúng không nhỉ?
cái phần liên quan thông tin quyển sách này, những cái gì mình nói về quyển sách nó là gì, nó là bất biến rồi, thì có phải cái em thấy duy nhất là cái gì, đó là hôm nay tôi được bao nhiêu đơn hàng không, thì có phải ngày nào các bạn vừa bán được sản phẩm của mình xong thì các bạn lại dễ làm ngay được một video bán sách không, các thấy nó khác biệt không? Có đúng không ạ? Bao giờ đúng con này comment cho đúng nào. Thế có phải các bạn được cả hai đường không? Vừa bán được sản phẩm xong lại vừa có thể bán sách được. Tại vì cái video để mà hôm nay bạn bán được bao nhiêu hàng nó đơn giản mà, mình quay một cái thôi, bạn nói một câu là xong mà. Bao nhiêu bạn thấy đúng con này comment cho đúng nào. Thì đương nhiên mà, bởi vì làm thế nó ngon hơn nhiều ấy. Tự nhiên các bạn có hai nguồn thu nhập thì chả ngon. Cứ hôm nay livestream được mấy nghìn đơn trong show phát hôm nay tôi đã được mấy nghìn đơn này, nói làm một cái video bán sách nữa. Vừa có video đang duy trì lại vừa có kết quả thì chả ai mà không làm, chỉ có người nào là lười thì không làm thôi, nếu mà mình làm ngay lập tức ngay cái gì đâu, có đúng không? Đằng nào mất công livestream 4 5 tiếng rồi thì thôi làm thêm 30 phút nữa cái video, biết đâu cái video đấy nó ăn đề xuất ấy, nó còn tạo ra nhiều tiền hơn cả 4 5 tiếng mình livestream mình sao, đấy sự thật nhé, đấy là sự thật. Ok chưa, gợi ý cho anh em tất cả những cái cách để bán luôn. Xong rồi ở nhà nhỉ, còn đâu là gì, gợi ý thêm cho anh em muốn gợi ý thêm một cách nữa không, bao nhiêu anh em muốn mình gợi ý thêm một cách nữa à? Rồi mỗi ngày bạn lấy cho mình một sản phẩm hot kèm link TAP làm video được luôn. Ôi các bạn ơi, hôm nay mình lại có một cái sản phẩm nữa được phần trăm hoa hồng cao hơn việc bạn tự làm này. Bình thường cái sản phẩm này bạn thấy ở trên này là đang là 5% hay 10% đúng không? Hôm nay mình có cách để gì được gì? Được cao hơn phần trăm đây. Các bạn đã biết chưa? Bao nhiêu bạn thấy đúng phần này, comment cho đúng nào. Đấy không phải là một video. Gì đi gì lại một thông điệp là xong chứ có gì đâu. Nói thật các bạn là mình làm video với mình thì làm nó đơn giản không? Có đúng không? Bao nhiêu bạn thấy đúng cái này, comment cho đúng không? Theo các bạn cái video đấy nó có giúp bạn kiếm tiền không? Kiếm quá, thông điệp quá quan trọng luôn gì nữa. Đấy, đấy là cách để bán này. Yên tâm, việc cái link TAP toàn hàng hot bạn yên tâm, Tích Meta sẽ lo. Bởi vì đấy là cái việc bọn mình đang làm cho cộng đồng mà các bạn. Đấy là việc bọn mình đang làm cho cộng đồng hàng ngày. Nên các bạn đừng lo lắng là gì à, là em có link TP, đương nhiên là có. Và các bạn biết được gì sao? Khi mà chúng ta có cộng đồng lớn hơn nữa thì cái quyền lợi các bạn còn cao hơn rất nhiều. Đấy là mình khẳng định với các bạn là như vậy luôn. Và mục tiêu của mình đó là gì? Đó là các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy là mục tiêu của mình. Các bạn thử xem nếu mà các bạn hợp tác với mình, các bạn có mấy đường nguồn tiền. Một là nguồn tiền từ sản phẩm bình thường, thứ hai là affiliate nhiều hơn, thứ ba được nhà brand chạy quảng cáo, thứ tư lại có nguồn doanh thu từ gì? Từ sách. Thế thì ở đây nói thật các bạn, trừ khi ai không biết. Không phải em ơi, cần gì báo cáo đâu, anh đang có báo cáo gì đâu. Không phải đâu nhá, đây thông tin không đúng đâu nhá. Video báo cáo là khi em chạy quảng cáo thôi. Hoặc là khi em là ảnh hưởng đến một cái hình ảnh thương hiệu thôi. Bình thường không phải báo cáo gì hết đâu. Ok chưa? Ok cả nhà ơi, mọi người đã nắm được một vài xu hướng để bán hàng chưa? Còn đâu ngày mai mình sẽ tổng hợp, một tí mình sẽ viết lại một bài tổng hợp và ghim ở trên cộng đồng cho các bạn nhé. Bạn nào muốn bán sách thì vào trong đó gì? Còn câu hỏi nữa không? Bảo giá và sản phẩm nào em cũng được thầy gợi ý thế này, chắc là em cái sản phẩm nào cũng bán được nhỉ? Thực ra là quy trình khi mình bán được sản phẩm thì mình tìm ra cách để bán nó nhanh, bởi vì mà có quy trình nên mình không lo đâu. Nên là các bạn yên tâm. Chúng ta sẽ còn rất nhiều quyền lợi nữa, từ Tích Meta bọn mình sẽ tập trung rất nhiều để cho mà cái cộng đồng chúng ta phát triển lên. Và mục tiêu các bạn là kiếm nhiều tiền hơn nếu các bạn làm một mình. Đấy. Cái keyword thông điệp là bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn làm một mình. Chứ tất nhiên là mình cũng không thể giúp ai mà không chịu làm được. Còn nếu các bạn chịu làm thì chắc là chúng ta sẽ có gì? Có nhiều cơ hội để làm kiếm nhiều tiền hơn. Còn nếu không làm thì chịu. Không ai bế được chúng ta về lĩnh được đâu. Chỉ có mình tự đi thôi.
Cảm ơn thầy chia sẻ ý tưởng lên đây. Ok nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ các bạn theo dõi cái bài trong group nhá. Và anh nhớ cho mình này, để không bỏ lỡ những cái thông tin link TAP và những quyền lợi của bạn thì nhìn bài viết nào nhớ là comment ok. Thì anh có nhá. Ui rồi hôm nay mà không tham gia thì quá tiếc. Thôi ngày mai mình sẽ cắt lại cái Zoom này cho các bạn yên tâm để các bạn thấy là nó rất quan trọng luôn. Hôm nay các bạn có cái Zoom này, các bạn cho mình hỏi là những bạn nào tham gia từ đầu Zoom đến giờ thấy có điều gì học được không? Thấy nội dung ngày hôm nay thế nào? Có giúp các bạn là có góc nhìn mới và nhìn thấy cơ hội mới không? Đấy, em comment một vài cảm nhận xem nào. Đấy. Nên là anh em nào mà vào mà về sau mà chưa xem đủ thì nhớ là phải xem lại Zoom nhá. Chứ không là bạn sẽ bỏ rất nhiều cái điều quan trọng và điều hay ho đến lúc người ta kiếm tiền xong rồi mình không biết làm sao đâu. Đấy. Phải xem lại hết. Đấy. Zoom sẽ gửi lên trên group Facebook các bạn nhé. Các bạn sẽ có cái group Facebook đấy. Thì ngày mai mình sẽ gửi đầy đủ cho các bạn của Zoom nhé. Nên là các bạn phải xem. Để xem là các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái cách để kiếm tiền. Còn đâu là cứ mất phần nào là mất tiền phần đấy. Ok nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại. Vũ Hào chắc chắn phải xem lại. Chắc là cửa vừa nãy không ghi kịp đúng không? Ok. Thì lát nữa mình sẽ gửi vào cái tin nhắn đấy cho mọi người. Yên tâm. Chúng ta sẽ có cái đầy đủ thông tin. Và nhớ cho mình này. Khi mà các bạn xem cái bài viết trên cộng đồng Thọ ấy, là các bạn phải nhớ là lúc nào comment một cái gì đó bạn. Comment ok cũng được. Để làm gì? Để sau này ấy, nếu bạn không comment, bạn không tương tác ấy, là những thông tin là nó không hiện lên new feed của bạn đâu. Thế nên các bạn phải gì? Phải comment, phải tương tác vào đó nhá. Kể bạn chấm được, ok cũng được. Nhưng để làm gì? Để sau này tất cả những sản phẩm có TAP là một này, những cái chiến dịch của quảng cáo của brand này là bạn phải gì? Phải nhận thông tin. Nếu không mật thiệt đấy. Ví dụ nhá. Cái sản phẩm Body Mist này, rất nhiều người bỏ qua cái thông tin đấy. Trong khi đó con này bây giờ chỉ cần làm đúng video tiêu chuẩn là brand chạy quảng cáo bạt mạng cho các bạn rồi. Thế bạn nào không biết thông tin này có phải các bạn thiệt hơn không? Bao nhiêu bạn thấy đúng con này comment cho đúng nào. Nếu bạn không biết thông tin này có phải bạn thiệt hơn không? Còn bạn nào chỉ cần biết thông tin là à thế thì tôi gì? Tôi làm video người ta chạy quảng cáo cứ video nào người ta chạy quảng cáo tôi làm 10 video luôn. Thế là chúng ta đã có được 10 video làm rồi. Tự nhiên 10 video được chạy quảng cáo thì tự nhiên tất cả các video trong kênh của bạn lại ngon. Đấy. Tiêu chuẩn Body Mist thì là gì? Là em chỉ làm video đúng thôi, là Tích Meta đã gửi trong link TAP được chuyển sang luôn rồi. Tức là cái khi mà gắn link TAP của Tích Meta ấy, là các bạn auto được đẩy sang hệ thống để chạy quảng cáo mà. Nhưng các bạn không làm là rất phí luôn. Thế này anh nhớ rồi gì ạ? Ok. Cho video gắn link TAP rồi ok nhá. Không, không cần. Video chỉ cần là bên Body Mist ấy, chỉ cần là video nhắc đến sản phẩm thôi. Còn không cần phải có tiêu chuẩn như Clean Z luôn. Ngon chưa Nam? Ngon chưa? Quá ngon đúng không? Bởi vì sao biết không? Bởi vì đây là đang giai đoạn người ta tái trend. Thế giờ ai không làm thiệt? Nhiều bạn cứ bảo là sao cứ cứ cứ, cứ em cứ đợi free traffic mãi mà không được. Bởi vì lúc này nó tái trend, brand nó đang chạy quảng cáo bạc nặng thì làm sao mà free traffic mới lên được. Nói luôn cho bạn như vậy. Nhưng live stream thì ngon. Nha. Xong chưa? Thế là phải hiểu rõ ràng là cái giai đoạn của từng sản phẩm nó như thế nào nhá. Đó. Ok cả nhà thì ngày mai mình sẽ gửi cho bạn và ngày mai cũng sẽ hướng dẫn lại có cả cái phần video đó là hướng dẫn gắn link TP tất cả mọi thứ như nào nhá. Sẽ gửi lại cho bạn đầy đủ. Và ngày mai cũng sẽ có được tất cả luôn. Nay em được kết nối 4 video để Body Meet đúng rồi chị anh. Nên là 7 tiếp thôi em. Người ta đang chạy quảng cáo làm sao? Pha hẳn 10 video vào. Tội gì? Kênh của mình tự nhiên được tiếp cận free traffic không mất tiền thì là free traffic gì? Thế tại sao mọi người cứ định nghĩa free traffic là phải không chạy quảng cáo? Ai bảo thế? Mình được người ta chạy quảng cáo là được rồi, tội gì? Nên là ông nào có kỹ năng bây giờ đang thấy được là gì? Là bơm nhiệt tình luôn. Ngân sách người ta đang nhiều đúng không? Em vào nhóm đó được không thấy? Ok em vào rồi mà. Đúng rồi chị ạ. Đây là lúc này đang tập trung đúng công thức thợ đấy. Là con này ngon là phải vã nhiệt tình vào. Kể cả 30 video cũng chơi. Đấy. Khải Nguyễn thấy em vào Zoom này kiểu gì ấy? Nhóm không làm mà vẫn có gạo làm gì có nhóm nào không làm mà vẫn có gạo em. Anh chưa bao giờ có nhóm nào không làm mà vẫn có gạo rồi. Chỉ là không nghĩ thôi. Làm nhiều lên chứ không có chuyện là nhóm nào không làm mà có gạo em ạ. Anh chưa thấy nhóm nào mà nếu có nhóm đấy thì cho anh vào với. Còn nhóm của anh đơn thuần là không sáng tạo. Chứ không phải là không làm nhé.
đã không sáng tạo, không làm thì làm gì có gạo gì mà ăn. Mà em, anh em lại xuyên tạc quá thì chết giỏi đấy nhá. Thông điệp phải đúng nhá, anh em lại truyền tải lên trên mạng là mẹ ông này bảo là sách này là không làm mới có gạo ăn, chết giỏi. Em được duyệt vào Facebook cho Khải Nguyên này, em vào trong group Facebook đi, anh có trong group Facebook mà. Đây này, gửi lại cho mọi người luôn này, ai chưa vào được thì vào luôn. Nếu bạn đã tham Zoom ở đây là vào được rồi. Đây. Thợ Affiliate có nghề. Nhóm là thợ Affiliate TikTok có nghề. Đây. Thợ Affiliate TikTok có nghề nhé, anh em mà chưa vào là nhanh chóng vào, không có quá phí luôn, trong này toàn bao nhiêu cái ngon các bạn không ăn là chết dở. Đây có nội quy này, có hướng dẫn, tí mình sẽ bổ sung một hướng dẫn cho bạn này. Đấy, yên tâm là cộng đồng này sẽ chỉ một trong tầm một tháng thôi sẽ đẩy mạnh lên rất nhiều. Sản phẩm nào em? Xong thôi không thấy được, vô lý. Đây đây. Anh em làm được nhớ làm ít kết quả đây cho nó rực rỡ nha anh em nhé. Anh em có kết quả là làm mấy cái kết quả đây, body mist đây đây em. Đỗ Thị Uyên này, em nào chưa vào thì ấy lại anh duyệt, bởi vì là nếu mà không trả lời câu hỏi đấy không duyệt đâu. Mọi người comment xong rồi mọi người đứng duyệt lại đi. Sau đó là anh sẽ duyệt với những bạn nào mà các bạn có câu trả lời là biết mình qua đâu chẳng hạn. Thì anh như thế anh mới duyệt, được chưa? Có bạn nào trong nhóm mình đây không? Học Zoom đúng không? Ok. Mai Chí Thanh với làm gì đây? Nguyễn Đức này chưa câu trả lời. Thôi không duyệt. Phan Văn Quyền không duyệt. Đi gà không duyệt. Không duyệt. Đây mình có dần duyệt nhiều đâu mà. Tư Kimi nhiêu trong này rồi. Ok. Các sản phẩm mẫu khác thì bản chất là em có thể đề xuất nhá. Tích Meta sẽ có một cái mục là gì ạ? Đó là đề xuất sản phẩm. Là anh em thấy sản phẩm nào ngon chủ động đề xuất lên. Ok anh em ơi. Bây giờ như này, cái quyền lợi như sau này. Nếu mà sau này các bạn làm nhá, các bạn thấy là sản phẩm nó ngon, bạn bảo ok anh ơi sản phẩm em là đang ok này, đang hot này, nhưng mà chưa có link TP, chủ động đề xuất lên, ngày mai sẽ có một cái chuyên mục đấy là chủ động đề xuất sản phẩm xin link TP. Như vậy có tuyệt vời không các bạn? Còn đâu xin như thế nào mình xin cho, đảm bảo mình xin được cho các bạn được chưa? Các đồng ý không? Các đồng ý không nhỉ? Bởi vì một mình các bạn không xin được, nhưng mình sẽ xin được cho các bạn. Khi mà nhóm của chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau hợp tác, cùng nhau làm, cùng nhau kiếm tiền, các bạn cần xin là mình có. Em duyệt chưa nhỉ? Em vào duyệt đâu? Chưa thấy. Thì anh à? Facebook em là Mai Thùy Anh đúng không? Ok. Rồi ok. Nhá. Như vậy ok cả nhà. Đấy, thế nên là cái quyền lợi khi chúng ta cùng nhau cộng đồng và mình sẽ xây các bạn là cực kỳ đầy đủ luôn. Tất cả những cái gì để các bạn có kiếm được tiền tốt hơn mình gửi về cho các bạn. Nhá. Xong chưa cả nhà? Nha, vậy chúng ta đã kết thúc buổi Zoom ở đây nhá. Còn đâu là tí nữa mình sẽ gửi cho bạn đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm. Hãy nhớ cho mình này, nếu nhìn thấy một bài viết nào đó trên cộng đồng là comment chấm một ok, nếu không là các bạn sẽ bị trôi đấy. Trôi là không nhìn thấy gì đâu, là các bạn lại bảo là tại sao em không thấy nhá. Đến lúc đấy là lúc người ta kiếm hết tiền rồi lại tiếc đấy. Rồi bao nhiêu anh em ok với buổi ngày hôm nay, comment chữ ok nào. Để chúng ta kết thúc buổi Zoom nào. Rồi. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu xem lại cái phần mà mình chia sẻ các bạn và chúng ta có thể áp dụng. Chúc các bạn là ngày càng ngày chúng ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền ở Affiliate TikTok. Và hãy luôn nhớ là Tích Meta sẽ là một cộng đồng để có thể đồng hành với các bạn trên cái con đường làm Affiliate này. Và chắc chắn rằng các bạn yên tâm đi, từ 3 đến 5 năm sắp tới, Affiliate nó sẽ là một cái gì? Nó sẽ là một cái xu hướng không thể thay thế được. Hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Ok các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Anh trợ lý review, ok. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào mọi người.